Chào các bạn đến với kênh Cơm Tiệm TV. Thì hôm nay mình làm món cơm gà xóa mỡ. Mình muốn thay đổi khẩu vị cho gia đình mình ăn cho đỡ ngán các bạn. Thì món cơm gà xóa mỡ thì ở ngoài đường á, nó bán rất là nhiều. Thì có chỗ bán ngon và có chỗ bán cũng không có ngon. Thì hôm nay mình quyết định chia sẻ cái bí quyết để làm cơm gà xóa mỡ cho nó ngon. Thì để cho các bạn có ai kinh doanh bán cơm gà thì kinh doanh đây các bạn. Thì theo kinh nghiệm của mình làm nhiều năm rồi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cùng làm. Thì để làm món cơm gà xóa mỡ ngon thì chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu như sau. Thì nguyên liệu để làm món cơm gà xóa mỡ thì trước tiên ta cần chuẩn bị là gà gốc tư. Thì chúng ta chuẩn bị tùy theo khẩu phần gia đình mình ăn, thì mình muốn ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu các bạn. Gia đình mình mấy người thì mình làm mấy cái. Thì nhà mình 6 người phải làm 6 cái nha các bạn. Và một tô cơm nguội, tỏi, gia vị có tỏi nè, dầu ăn nè, nước mắm nè, đường nè, và dầu điều, và gừng, hành tây, dưa leo, cà chua. Rồi gừng với hành chúng ta để luộc gà cho nó thơm nha các bạn. Rồi trước tiên thì ta bắt cái nồi nước lên, ta cho gừng với hành tây vào để chúng ta luộc gà cho nó thơm nha các bạn. Chúng ta cho một ít hạt nêm vào và chúng ta cho một ít đường vào, chúng ta luộc, chúng ta chiên gà cho nó có ngả màu vàng nó đẹp nha các bạn. Chúng ta quậy lên cho nó tan hạt nêm gia vị rồi hết. Rồi chúng ta chuẩn bị cho gà vào chúng ta luộc. Ta luộc khi nào nó chín này, chúng ta dớ ra các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta dùng cái thau, ta cho cái tô cơm vào cái thau, chúng ta trộn cơm nha các bạn. Rồi, trước tiên thì chúng ta cho một ít dầu điều vào các bạn. Ta trộn lên. Giúp cho cơm nó có màu đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta cho gia vị vào các bạn. Ta cho một muỗng hạt nêm vào. Cho tiêu vào luôn các bạn. Rồi mình trộn đều lên một lần nữa các bạn. Giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho một ít dầu ăn vào. Rồi mình cho ít tỏi vào các bạn. Rồi tỏi nó thơm rồi, mình cho cơm vào, mình chiên nha các bạn. Rồi mình chiên khi nồi cơm nó ráo, nó khô lại là được ha các bạn. Rồi mình chiên một lúc thì cơm cũng đã ráo và xe lại rồi. Mình chiên chút xíu là cơm cho nó giòn lại là được rồi các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu làm nước sốt nha các bạn. Mình cho đường vào,
một chén đường và một chén nước mắm vào các bạn. Một ít dầu điều và tỏi băm các bạn. Rồi mình quậy cái hỗn hợp mình lên. Mình cho chút xíu nước lọc cho các bạn. Rồi khoảng 3 muỗng canh. Cho một ít tiêu vào nữa các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Rồi mình bắt cái chảo lên, mình cho một ít dầu ăn vào các bạn. Rồi mình đun nóng lên. Mình cho tỏi vào, mình phi cho nó thơm. Rồi tỏi đó vàng thơm rồi các bạn, mình cho cái tô nước sốt mình đã mình pha các bạn, mình cho vào. Rồi mình đun cho nó sôi lên và nó sánh, nó sền sệt là được ngay các bạn. Rồi nó cũng kẹo và sánh lại các bạn. Rồi mình tắt lửa. Mình đi chiên gà nha các bạn. Rồi bác có chảo dầu cho nó nóng lên. Chúng ta dùng cái vợt mình chúng ta đựng gà. Thì chúng ta lấy cái giá chúng ta xối gà khi nào nó vàng là được nha các bạn. Dầu nóng. Rồi mình xối. Khi nào gà nó vàng giòn là được nha các bạn. Mình xối liên tục cho gà nó vàng và nó giòn. Rồi mình xối nãy giờ có 15 phút rồi các bạn. Thì gà cũng đã giòn và vàng rồi. Mình xối thêm chút xíu nữa là được nha các bạn. Rồi gà đã giòn rồi các bạn ơi. Mình chuẩn bị ra dĩa thôi các bạn. Thì món cơm gà xôi mỡ mình cũng đã hoàn thành này các bạn. Thì các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký nha các bạn, để nhận video mới nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.